hello các bạn nha, hôm nay tiếp tục lại là một cái video đập hộp, <laughs> video review. thì đây là một cái sản phẩm mình vừa mới nhận hàng được từ Lazada. đây là một cái camera hành trình của hãng 70mai, có cái tên là A800S. đây là một cái camera hành trình mà mình thấy là ở trên mạng người ta đánh giá rất là ok luôn, có chất lượng quay là 4K thì mình vừa mới nhận được hàng xong mình đặt cách đây hai ngày đó thì cái này mình mua là mình chỉ mua có một cái camera chính thôi camera trước thôi thì ship về tới cho mình luôn là giá là 2 triệu 659 ngàn đó thì bây giờ mình sẽ mở cho bạn coi thì khi mình nhận được cái hàng này á thì người ta ghi này vui lòng quay video khi khui hàng ok quay thì quay không yêu cầu mình cũng quay thôi. <laughs> Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn nha. Hàng dễ vỡ. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đây là một cái camera à, đến từ nhà Xiaomi đó các bạn. Nghe nói là cũng ok lắm, nhưng mà không biết như thế nào. Đây, mở ra đây. Đó, mở ra đàng hoàng Nhà bán hàng người ta đã yêu cầu là phải quay Thì mình sẽ quay thôi Đấy, Đóng hàng rất là ok nha Đóng hàng rất là ok Đó, Rồi đây hết rồi quăng này luôn Đây các bạn ơi Đây là em nói nha Đây sản phẩm đây 70mai Dashcam A800S Đó, Đây là cái mô A800S là cái bạn mà cao cấp nhất bây giờ đó à, thì nếu mà cái này các bạn mà mua kèm với lại cái camera phía đằng sau nữa thì à, nó thêm khoảng cỡ 5 600 000 ngàn gì đó nhưng mà mình thì mình không có nhu cầu quay đằng sau mình giữ nhu cầu quay đằng trước thôi với lại mình cũng chưa biết nó như thế nào cho nên là cứ mua cái này trước đi xài thử nếu mà ok thì mua cái đằng sau sau ha rồi cái mặt này thì chúng ta có cái gì đây có những cái thông tin như thế này đây đó, quay được à, 4K Ultra HD Video này Rồi à, có tích hợp Wi-Fi và GPS Đó, có app cài trên điện thoại Rồi có tích hợp luôn camera à, phía sau Nhưng mà camera này các bạn phải mua thêm nha Hai mặt này thì như nhau các bạn Còn cái mặt này đây Đây, cái mặt này thì à, Thông tin nữa này 4K này 70mai Dashcam A800S Rồi 70mai 70mai Rồi mở ra nha các bạn nha Xoay qua xoay lại thì cũng vậy thôi à, Mở ra đi Nhà bán hàng người ta yêu cầu phải quay lại Cho nên phải quay lại thôi Rồi mình đã mở ra các bạn nha đây, như này nhìn nó dễ ha. 70 mai này. Đó, rồi những cái thông tin này. Đấy, nhìn như này cho nó dễ. 70 mai. Ok các bạn ha. Đó. Hình cái camera to đùng luôn. Rồi, cái này các bạn sẽ nhấc này lên như này. Đấy, nhấc lên. Chúng ta sẽ có một cái hộp thế này. Đó, rồi. Đầu tiên này có cái gì đây? À, một cái... đống sắt giải mình nghĩ thế Đây sạch dài đây các bạn ơi Sạch dài đây Màu mè lắm Ông Xiaomi thì được cái là Ông làm cái gì nó cũng đâu ra đó các bạn ạ à. Giá thì mềm nhưng mà Làm cái gì cũng đâu ra đó À đây Cái miếng keo này để các bạn Dán cái camera lên cái kính lái Của xe hơi nha à, Rồi cái này là sạch dài luôn Ok rồi, Cái này tính sau đi cho nó qua một bên đi ha đây nhân vật chính này các bạn Đó, nhân vật chính này camera lấy bỏ ra ngoài nha để nó này trước đi lát nó tính tiếp rồi trong hộp còn cái gì Đó, còn cái khuôn này thôi không còn gì cái... cả bỏ này ra đi cái khuôn để đựng cái camera thôi đây mở nó ra đây rồi, còn nhiều này nữa dây các bạn nha Thì cáp à, dây cáp thì uh, cáp của 70 Mai lúc nào cũng vậy hết chơi cái dây cho chúng ta là dài vô đối luôn các bạn tha hồ cắm à, thì cái này nó sẽ có cổng USB một đầu USB uh, a và một đầu là micro USB à, nó vẫn là micro USB bạn nha Nếu mà cái này mà được là USB type C thì ngon quá Tại vì theo như thông tin mình được biết là cái cam này nó cũng có được mấy năm rồi Đấy, Cho nên là cái hồi đó thì mình nghĩ là chắc Type-C nó cũng chưa có được uh, Thông dụng cho lắm Đấy, Hoặc là có thể là người ta không thích hợp Đấy, Thì cái dây này khá là dài Dây này đủ để các bạn à, Kéo từ cái camera xuống à, Đi luồn dây vào à, những cái khe của cái xe Truyền xuống dưới để cắm dây Thì à, cái này á các bạn có thể là dùng cái nguồn ở cái tàu sạc ở trên xe hơi cắm trực tiếp cổng usb này luôn hoặc là các bạn sẽ mua thêm cái bộ mà wire kit á hack wire kit á các bạn đấu trực tiếp vào cái ắc quy của xe luôn nhưng mà mình không muốn là lằng nhằng cho nên thôi mình cứ chơi dây usb này đi thử trước xem sao xài trước nếu mà ok thì tính sau bạn nha rồi tiếp tục ở đây nó có cái gì nữa nào đây à, à có một cái cái cây này để các bạn cậy cậy, ở trên xe cái khớp trên xe bạn dùng này bạn cậy này cho nó khỏi bị gãy cũng nói chung là khá là chú đáo ấy nhỉ rồi như đây, ô oh, đây 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 cái tàu sạc này, này các bạn tàu sạc đổ ra USB này ừ, quá ngon luôn các bạn ơi đấy mới nói xong à, trên xe hơi các bạn ấy, đấy những cái lỗ mà tẩu sạc này bạn sẽ cắm cái đầu này vô cắm vào cái uh, tẩu sạc trên xe hơi đúng không rồi bắt đầu là bạn chơi này vào đây đó chơi này vào đây cắm trực tiếp vào đó. còn nếu mà các bạn muốn là đấu trực tiếp vào ắc quy thì các bạn phải mua cái bộ mà white kit đấy bạn cắm vào thì cái bộ đó nó cũng hay lắm Bộ đó cũng khoảng uh, 3-400 ngàn đó Nó có thêm tính năng uh, Đậu xe gì nữa Đủ thứ các kiểu Thì uh, cái đó chắc Để từ từ đi Đây Đây là cái bát Cái bát này Các bạn sẽ uh, Dán cái mặt này lên Cái kính lái này Còn cái này thì bạn sẽ Trượt cái camera vô Đấy, Đây này Camera đây này Các bạn sẽ trượt này vô như này này Đấy nó sẽ trượt vào như này này Cái mặt này thì dán lên cái kính lái ha đó, Còn này sẽ trượt vào vậy thôi rồi còn gì nữa ông ta à cho thêm một miếng nữa hả à cho thêm một cái miếng này nữa các bạn nó giống dạng như là keo 3 m ấy nhưng mà loại này thì không phải 3 m đâu này chắc 2 m Thôi <laughs> kệ okay. Kệ đó các bạn ha rồi ok tạm thời mình dọn này đi rồi mình sẽ cho các bạn có camera nha rồi đây là cái nhân vật chính của chúng ta camera 70 mai uh, à dashcam model là A800S các bạn nha. Đây là những cái thông số của nó. Đó. Uh, nó có nguồn vào nguồn ra như này đó. Rồi, logo 70 mai 4K Ultra HD. Đây là cái ống kính của nó các bạn ha. Ống kính này các bạn có thể là cầm đây này để các bạn là uh, chỉnh tới chỉnh lui này, vặn tới vặn lui này. Đó, vặn để đúng cái góc quay mà các bạn muốn quay thì cái này mình coi ở trên mạng người ta review á cái này nó có góc quay tới 140 độ đó, góc rộng các bạn quay thoải mái lắm đây là cái nút nguồn các bạn nha còn ngay chỗ này có cái lỗ ở đây ấy, là cái mic cái camera này được cả là chúng ta sẽ thu được giọng nói luôn đó rất là ok các bạn nha có nhiều camera hành trình không thu được giọng nói đâu thằng này thu được luôn ngon lành lắm đây này đây là cái miếng siêu ấy người ta dán lên cái màn hình cho nó khỏi bị chảy thôi thì trên này người ta có hướng dẫn này đó power power là cái nút này mở nguồn lên rồi đây là những cái nút cài đặt ở đây này thì chúng ta sẽ coi cái cuốn sách giải này các bạn nha Đấy, sách giải đây này, này rồi bên cạnh bên này thì chúng ta sẽ có những cái cổng thì đây là những cái cổng kết nối các bạn ha bên này là khe cắm thẻ micro sd này thì cái này theo như mình nghĩ nếu mà quay 4K thì các bạn nên xài những cái thẻ mà tốc độ cao nha. Những cái thẻ mà U3 á, Đó, như vậy nó quay nó chất lượng hơn. Và nó với chịu được, chứ không thôi là những cái thẻ mà tốc độ chậm á, nó sẽ không chịu được 4K đâu các bạn. Rồi, ở đây là cái cổng AV-IN, thì cái cổng này mình nghĩ chắc để cắm vào cái camera lùi. Nếu các bạn có một camera lùi, các bạn cắm vào lỗ này. Còn đây là DC-IN, là để cắm nguồn. Cắm nguồn thì, đây, cái dây này này, Đấy, một đầu thì cắm vào tàu này còn một cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào à, cộng uh, micro USB à, thì uh, đây, cắm vào đây này các bạn này à, cắm vào thôi đơn giản như vậy ha rồi cái này tản nhiệt này ngon lành chứ các bạn đúng camera chuyên nghiệp luôn tản nhiệt cho đỡ nóng ngon lành ha rồi thì uh, cái này á uh, mình sẽ uh, test thử luôn, mình không cần cắm vào xe, có thể là mình sẽ lấy nguồn à, từ à, điện trực tiếp luôn, ha, qua cổng usb. Đây là cuốn sách giải các bạn nha. <laughs> sách giải này nó là bản quốc tế, cho nên nó có cả tiếng anh luôn, các bạn sẽ rất là dễ dàng để sử dụng thôi. Đây này, mở ra trong đây này, Đấy, người ta hướng dẫn đầy đủ hết, à, cứ thế mà làm theo thôi các bạn nha. Tại vì cái cam này mình cũng chưa xài bao giờ, thì mình cũng phải đọc sách giải thôi. Rồi, mình sẽ test thử nha ở ngay cái chỗ này này các bạn cái này nó còn có thêm một cái speaker là cái loa để phát âm thanh nữa các bạn nha đấy để mình nghĩ chắc là khi mà chúng ta quay xong đó, chúng ta test lại cái video thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng ở đây rất là ok các bạn nha một cái tem này dán gì mà bong ra lung tung thế này <laughs> rồi ok bây giờ mình sẽ test thử nha ok mình đã cắm dây nguồn vào rồi dây nguồn này mình lấy nguồn USB ở trên máy tính mình test thử coi xem nó chạy được hay không nếu mà chạy được thì chơi luôn còn nếu mà không chạy được thì ô oh, chạy được này các bạn lên 70 mai này hả <laughs> cắm nguồn và phát lên luôn kêu tông tông tón quá ngon các bạn đó rồi giờ sẽ cái này ra nha sẽ siêu nè à, sẽ siêu ra à, trời ơi nó phê các bạn ơi wow quá đã luôn hả đẹp chưa À, các bạn nhìn này. Đó. Đấy, biết đâu cái này làm webcam cũng ok các bạn nhỉ. Đó, làm webcam cũng ok. Đây có cái đèn sáng lên này. Đó. Rồi, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh nhé, bấm vào đây. Cái này lên xuống. À. <laughs> Xin lỗi các bạn, cái này nó không phải là màn hình cảm ứng. <laughs> Chúng ta phải bấm vào đây này. Đây này, nó có hướng dẫn này, đúng không? cái nút ở đây là chọn này, con này lên xuống này, ví dụ này xuống này, đó. ô nó kêu tích tích hay quá. rồi bấm này chọn này, bụp đó. rồi next này, đó. đây là những cái hướng dẫn này, đó. đây là cái đèn này là cái đèn thông báo, ha, cái đèn thông báo. ví dụ như màu xanh lá cây là nó đang quay, recording. Đó. còn nếu màu xanh này là không có quay còn màu đỏ là báo lỗi ha, rồi quá hay luôn, bấm đây, kịch, rồi nó kêu là ấn uh, turn screen on off là ấn cái nút ở đây này, cái nút bên này này, à. còn ấn giữ ấy là tắt đi luôn, à. tắt màn hình thì chỉ cần ấn đây một cái thôi là tắt màn hình, còn nếu mà ấn giữ luôn thì là tắt máy luôn, cực à khi mà máy tắt thì ấn giữ à, Ấn giữ thì mở ấn giữ là mở và tắt à, còn ấn một cái là tắt mở màn hình thôi kịch rồi xét ngày tháng nha à, Đây đầu tiên là năm này năm nay 2023 chứ đúng không à, rồi Tiếp theo này à, Tháng 2 à, à, tháng 2 Ok, nay ngày 3. Ok nha. Giờ này, giờ bây giờ là đang 2 giờ 17 phút chiều. 2 giờ và là 14 giờ. Đó, 14 giờ. 10 18. Cái này các bạn phải bấm từng cái từng cái vào chứ nó không cho chạy một lèo nha các bạn. Rồi. Ồ, kề này, bạc kinh, Đó. cái bạc kinh này là phải có cái hát uh, quay uh, kit với được cơ, rồi nó kêu tải cái app này về các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ tải cái app này về đã, để chúng ta mới quản lý được cái hình ảnh và phim từ cái máy quay này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng điện thoại để mình quét cái mã này vào nha các bạn nha. Đây, mình sẽ dùng điện thoại để mình quét cái mã này vào. Rồi, mình quét xong rồi nó kêu mình đến cái trang 70mai.com này. Đây các bạn, mình sẽ vào cái trang này nha. Bấm vào đây nè. Đây, nó sẽ đưa mình vào cái trang 70mai.com. Rồi, chúng ta sẽ tải nó về ha. Chọn uh, ngôn ngữ này. Chọn cờ order đi rồi đây hỗ trợ hai phiên bản luôn các bạn nha đấy android và ios xài cái nào tải đó ví dụ đây mình tải android này đây nó link vào google play ha install nó đi Rồi sau khi nó cài xong mình nhấn open À, đây là cái giao diện của phần mềm này Thì à, các bạn phải à, Đăng nhập một cái tài khoản vào đây Để bạn coi ha à, Cái này để làm sau đi Mất công quá Rồi mình sẽ à, tiếp tục nghịch ngợm cái máy quay này Cái này mình sẽ tiếp tục đi Nhấn OK đây Rồi nó kêu chúng ta là phải cho thẻ nhớ vào Rồi, Các bạn chờ một tí để mình lấy thẻ nhớ nha Báo đỏ này, báo đỏ là lỗi đó Ở đây mình đang có một cái thẻ à, SanDisk cái thẻ SanDisk Extreme Pro 128GB thằng này nó là U3 A2 rồi bây giờ mình sẽ cắm vào thử nha đây chúng ta sẽ cắm vào đây này cắm chiều nào đây để mình coi coi nào đây các bạn chiều này là không đúng này để cái này nó không vô này không quay lại nha đó vậy là quay cái mặt là chữ này lên trên cái màn hình này cắm vào rồi ấn vào các bạn, đấy nó kêu chúng ta phải format này, thì cứ thẳng cái nút này thôi, chữ format thẳng cái nút này chúng ta ấn vào thôi, format thì format có gì đâu, rồi nó kêu ok rồi đó, đó lên rồi các bạn, ngon lành chưa? đó đang quay này, đó, nó quay góc rộng này các bạn, đó, đang quay màn hình của mình này, Hay không? tay nè à, quay góc rộng ha Đấy, ngon lành rồi xem nó có cái gì không nha đây những cái này chúng ta để bấm vào đây coi video setting rồi setting video này à, on high sensitivity cái này là giống như kiểu là độ nhạy này độ nhạy cao rồi mình sẽ xuống mấy cái này coi Packing này thì không tham Timelapse thì không quay luôn Cái này nó quay Đang để mặc định là quay một phút thôi Bấm vào đây coi thử Hết cỡ được bao nhiêu nha Hết cỡ chỉ được 3 phút thôi các bạn nha Quay hết cỡ được 3 phút thôi Có nghĩa là chúng ta sẽ cứ quay dài 3 phút là nó ngắt Xong lại quay cái khác tiếp Đến khi nào đầy thẻ thôi Rồi cái này mình sẽ cho nó một phút cũng được ok để mặc định đi rồi cái này độ nén này nén cao hết cỡ video nén cao hết cỡ rồi chơi luôn đang để mặc định là quay 4 k các bạn nha à, đây là đang để mặc định là quay 4 k này các bạn có thể chỉnh xuống ví dụ như là 2 k hoặc là 1 k tùy à, 2 k hoặc 1 k là 1080 đó. Rồi. Dưới này là cái gì đây? Đang để 60Hz NTSC. À, các bạn có thể chỉnh lại những cái này. Tùy. Rồi. OK này. Bên này thì có uh, cài đặt cho toàn hệ thống luôn. Wi-Fi này. Đó, phát wifi luôn ha, rồi uh, power on wifi, những cái chức năng này chắc mình phải mò rồi mình chia sẻ các bạn sau, tại vì bây giờ chưa xài chưa biết luôn. đó. rồi những cái này chắc mình sẽ nghịch sau rồi mình chia sẻ các bạn sau, tại vì bây giờ cái này thì mò cái này lâu lắm các bạn. Đó, giờ như này là quay thôi, các bạn thấy không? Đó, cái này là quay thôi. À, cái wifi này thì mình nghĩ chắc là để cho nó à, cái điện thoại ấy, nó kết nối được với cái này để chúng ta kiểm tra trên điện thoại thôi. Bây giờ mình sẽ setup trên điện thoại trước đi. Rồi mình sẽ cái này đang quay này các bạn này, đó đèn màu xanh lá là đang quay, à, xanh dương là không quay mà màu đỏ là báo lỗi. À, rồi đang quay này, đang record này. Rồi, rồi sau khi mà mình à, tạo được một tài khoản ở trên đây rồi đăng nhập vào cái phần mềm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là kết nối nha thì chúng ta nhấn dấu cộng đây này đó nhấn dấu cộng đây nó sẽ tìm này đó, rồi cái này mình sẽ cho nó on this time đi. rồi chọn thiết bị ha đang quét thiết bị này dash cam with screen rồi vậy là cái này này Đấy, có nhiều thiết bị nha các bạn nha chúng ta chọn thiết bị cho phù hợp Đấy, thì cái này là dashcam này Dashcam with Screen tại vì này có màn hình cho nên là có màn hình ha. Bấm đây cái coi. Wi-Fi Hotspot. À, nó đang quét, nó đang quét cái uh, Dashcam này. Đang quét, đang quét. Connect to Wi-Fi Hotspot. Rồi nó kêu chúng ta là kết nối vào cái này. Đây, kết nối vào, bấm vào đây. Bấm vào đây kết nối này, confirm. Đấy. Rồi chúng ta sẽ chọn cái wifi của cái dashcam này ha. Đây, ok hiện lên này. Bấm vào đây. Rồi nó kêu là nhập cái password vào. Để mình coi lại cái password của nó coi. Chúng ta coi lại trong đây các bạn, coi trong cái uh, máy quay này. Wifi ở trong đây nó có password này các bạn. à nhập vào đây thôi là ok. Rồi chúng ta coi cái wifi, password wifi ở trong cái máy quay rồi chúng ta kết nối vào các bạn ha. Đã, đang kết nối này. Ok. Nó đang hỏi mình là có giữ kết nối wifi internet hay không. Giữ luôn. Rồi cái này khi mà chúng ta kết nối cái này với lại cái máy quay á là cái internet ở trên điện thoại chúng ta nó sẽ không còn nữa Bởi vì nó kết nối với wifi của cái máy quay rồi cho nên là nó không có internet cho cái điện thoại chúng ta được Rồi cho nên khi chúng ta sử dụng á là cái điện thoại nó sẽ không còn internet nha các bạn nha à, Mình nghĩ là nếu mà muốn xài internet thì chắc phải bật 4G lên Rồi connect này Kết nối rồi Connect vào Confirm qua using the app kết nối rồi mà ta Đây Nó đang load nè các bạn Đang load nè Đây Chúng ta phải Nhấn lên đây nhá Để confirm này Đó Đó nó hiện lên nè các bạn nha Nó hiện lên trên điện thoại. Rồi chúng ta sẽ got it đó đi. Đó, chúng ta sẽ quản lý bằng cái điện thoại ha. À, nghĩa là cái máy quay chúng ta quay ở đâu á thì chúng ta coi trên điện thoại này. Thay vì chúng ta nhìn cái màn hình ở trên cái máy quay, chúng ta sẽ nhìn cái màn hình trên đây. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như đây mình sẽ chụp một tấm hình này. À, chụp tấm hình. Rồi đồng ý cho nó vô. Đó. Chụp tấm hình. Thấy vậy thôi. Đơn giản. Trả gì. Album này. Rồi. Bật này lên. Coi thử. Đó, mới chụp tấm hình này. Đấy. Rồi nó quay này. Đấy, nó cứ quay một phút nó ngưng này. Một phút nó ngưng này. Đó. Bật lên coi thôi. Đó. mà thấy không. Đó, quay này. Đấy, nó sẽ có những thông số thế này. Đấy. Đơn giản vậy thôi các bạn. Đó. Thì cái này ấy, là mình test ở trên ở trong nhà mình chưa có quay cho nên là thì cái này là mình test thử cho bạn xem như này thôi còn chưa có gắn lên xe cho nên chưa có biết là chất lượng quay phim bên ngoài thế nào hiện tại bây giờ là coi này thì thấy nó cũng khá là ok các bạn coi này khá là ok đó thấy nó cũng đẹp lắm sáng láng lắm mà không biết như thế nào thì có gì mình sẽ gắn lên xe rồi mình test rồi mình sẽ chia sẻ với bạn sau ha Ok, thì cái video này đập hộp và chia sẻ các bạn như vậy để nếu bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể mua để sử dụng các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây là một đoạn video ngắn mình quay khi mà mình chạy xe hơi vào buổi trưa nắng đẹp. Nắng khá là gắt luôn các bạn và đây là video gốc mình quay độ phân giải 4K chưa chỉnh sửa bất cứ gì hết, chưa lên màu luôn, video gốc đàng hoàng và mình edit với lại cái video mở hộp này là độ phân giải 1080 đó, thì các bạn thấy là độ phân giải 4K lên hình khá là nét các bạn ha và đây là một đoạn mình quay vào buổi tối để cho các bạn xem thì à, mình thấy là cái chất lượng của nó chấp nhận được các bạn nha à, nó cũng khá là nét đó thì à, cái này so với những camera hành trình mà chúng ta gắn giá rẻ thì chất lượng này nó tốt hơn rất rất là nhiều và đây là một cái camera xứng đáng để chúng ta mua với số tiền chúng ta bỏ ra các bạn nha